Cách sử dụng nước uống trắng da Puwa Nhật Bản, có uống cùng giờ collagen được không? Ai không nên uống? Cùng tìm hiểu với Imochi nhé! Nước uống trắng da Puwa là sản phẩm nổi tiếng từ Nhật Bản, ra đời từ năm 1998 với công dụng dưỡng trắng da, hỗ trợ làm mờ các vết nám tàn nhang, cải thiện các vùng da thâm sạm xỉn màu. Đồng thời sản phẩm còn giúp bảo vệ lớp biểu bì da, giữ da căng mịn và giảm tổn thương từ tác động của tia cực tím. Puwa được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như trái kỳ tử, hạt vải, hạt ý dĩ, hoa cúc, mang lại hương trái cây và vị chua ngọt dịu, dễ uống cho mọi người. Vì nước uống trắng da Puwa có chứa hàm lượng vitamin C cao nên là mọi người không nên uống vào lúc đói có thể gây cồn ruột, đồng thời cũng không nên uống vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ hoặc là hại thận. Thời điểm tốt nhất để sử dụng nước uống trắng da Puwa là mỗi một ngày một ống, uống vào sau bữa ăn sáng 15 phút. Để tăng cường hiệu quả chăm sóc da, các chị em có thể kết hợp Puwa cùng với giờ collagen, một sản phẩm cùng thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. Trong trường hợp này thì các chị em sẽ uống nước uống trắng da Puwa vào sau bữa ăn sáng 15 phút, còn nước uống giờ collagen trước khi đi ngủ vào buổi tối 30 phút. Cần lưu ý rằng phụ nữ mang thai và cho con bú không sử dụng được sản phẩm này. Nhanh tay sở hữu sản phẩm chính hãng tại Imochi nhé!